Thưa quý vị và các bạn, vào 20 giờ ngày 22 tháng 3, tức nửa đêm giờ Việt Nam, một nhóm tay súng đã xông vào trung tâm Krakow City Hall ở thủ đô Moscow, Nga và nổ súng vào những người đến dự buổi hòa nhạc, khiến cho 143 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương. Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố này thông qua kênh Telegram của mình. Các cơ quan tình báo Mỹ đã nhanh chóng xác nhận thông tin này và cho biết thêm cụ thể vụ tấn công do một chi nhánh của IS thực hiện mang tên ISISK hay tỉnh Khorasan của nhà nước Hồi giáo. Như quý vị và các bạn có thể thấy, cái tên Khorasan trong tên của lực lượng cực đoan này xuất phát từ một vùng đất trải rộng trên lãnh thổ của 6 quốc gia bao gồm Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan và Iran. ISISK được thành lập vào cuối năm 2014 bởi các thành viên bất mãn của Taliban ở miền đông Afghanistan, những người mong muốn theo đuổi một dòng Hồi giáo cực đoan bạo lực hơn. Đối với tổ chức này, khu vực Khorasan là một mảnh đất vô cùng quan trọng đối với người Hồi giáo và cần phải quay về dưới sự cai trị của bộ luật Sharia. ISISK là một trong những nhánh hoạt động tích cực nhất trong phạm vi nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tuy nhiên, nhóm này đã bị cắt giảm gần một nửa thành viên kể từ năm 2018, xuống còn khoảng 1.500 đến 2.000 vào năm 2021 do sự kết hợp giữa các phi vụ không kích của Mỹ và các cuộc đột kích của biệt kích Afghanistan khiến nhiều thủ lĩnh của nhóm thiệt mạng. Nhóm ISISK đã thực hiện những vụ khủng bố lớn ngay sau khi Taliban lật đổ chính phủ Afghanistan vào năm 2021. Trong thời gian quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan, ISISK đã thực hiện một vụ đánh bom liều chết tại sân bay quốc tế ở Kabul vào tháng 8 năm 2021, khiến 13 sĩ quan Mỹ và 170 thường dân thiệt mạng. Cuộc tấn công đã gây chú ý lớn đối với cộng đồng quốc tế và củng cố vị thế của ISISK như là một mối đe dọa lớn đối với khả năng cai trị của Taliban. Mỹ cũng đã cho biết rằng kể từ khi rút khỏi Afghanistan, khả năng tình báo của họ đối với các hoạt động của ISISK đã suy giảm đáng kể. Kể từ năm 2021, Taliban đã chiến đấu quyết liệt chống lại ISISK ở Afghanistan. Cho đến nay, các cơ quan an ninh của Taliban đã ngăn chặn nhóm này chiếm giữ lãnh thổ hoặc tuyển mộ số lượng lớn các cựu chiến binh Taliban không còn nhiệm vụ trong thời bình. Việc để mất lực lượng của mình là một trong những tình huống xấu nhất đã được Taliban đặt ra sau khi chính phủ Afghanistan được phương Tây hậu thuẫn sụp đổ. Đối với ISISK, chúng tôi đã khẳng định rằng nhà nước Hồi giáo chỉ tồn tại ở Iraq và Syria và không thể tồn tại tại đây. Tuy nhiên, một số người, có thể là người Afghanistan, đã đi theo tư tưởng của họ. Đó là một vấn đề mà người dân Afghanistan không ủng hộ. Một hiện tượng không có sự ủng hộ của người dân thì không thể gây ra thiệt hại cho chúng tôi và nó chắc chắn không thể kéo dài. ISISK không có sự hiện diện thực chất ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Afghanistan và chỉ thực hiện một số cuộc tấn công hèn nhát. Afghanistan đã sẵn sàng và sẽ nghiêm túc ngăn chặn hành vi này. Tuy nhiên, chiến dịch này chưa đạt được mục tiêu xóa sổ hoàn toàn ISISK khỏi lãnh thổ Afghanistan. Tháng 9 năm 2022, lực lượng ISISK thừa nhận đã đứng đằng sau vụ đánh bom liều chết tại Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul. Trong thời gian gần đây, ISISK đã tìm cách mở rộng các hoạt động của mình ra ngoài sân nhà. Các quan chức chống khủng bố ở châu Âu cho biết trong những tháng gần đây họ đã dập tắt một số âm mưu mới của ISISK nhằm tấn công các mục tiêu ở châu lục này. Trong một bài đăng trên tài khoản Telegram chính thức của mình vào tháng 1, ISISK cho biết tổ chức này đứng sau vụ đánh bom khiến 84 người thiệt mạng ở Kerman, Iran trong lễ tưởng niệm thiếu tướng Qasem Soleimani của Iran, người đã thiệt mạng ở một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào năm 2020. Vụ đánh bom đã tiếp tục củng cố chỗ đứng của ISISK với tư cách là một mối đe dọa đáng kể trong khu vực. Phát biểu sau vụ việc vài giờ, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby đã khẳng định lại thông tin rằng lực lượng này đã đứng đằng sau vụ đánh bom và vẫn tiếp tục thách thức ổn định trong khu vực. Chúng tôi đã thấy những tuyên bố tới từ ISISK về vụ đánh bom tại Iran. Chúng tôi chắc chắn không có lý do gì để nghi ngờ tuyên bố đó của ISISK. Thật khó để đưa ra những đánh giá, định lượng và định tính về sức mạnh của họ dựa trên sự kiện này. Tôi chỉ muốn nhắc lại những gì đã nói trước đây. ISISK vẫn là một mối đe dọa khủng bố thực sự. Và chắc chắn rằng nhóm này hoạt động chủ yếu từ trong lãnh thổ Afghanistan. Đó là nơi mà nhóm đặt trụ sở.
ISISK sẽ tiếp tục là mối đe dọa khủng bố thực sự đối với người dân Afghanistan và đối với cả khu vực. Đầu tháng này, tướng Michael E. Kurila, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ, đã phát biểu trước một ủy ban của Hạ viện Mỹ rằng ISISK vẫn duy trì khả năng và ý chí tấn công các lợi ích của Mỹ và phương Tây ở nước ngoài chỉ trong vòng 6 tháng mà không có dấu hiệu cảnh báo gì nhiều. Cũng như vụ tấn công vào Iran, sự kiện mới đây nhất có lẽ buộc các quốc gia đánh giá lại khả năng tấn công bên ngoài lãnh thổ hoạt động gốc của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Trên thực tế, trước ngày 22 tháng 3, Mỹ và các nước phương Tây đã cảnh báo cho công dân nước họ ở Nga về nguy cơ xảy ra một vụ khủng bố tại những địa điểm tụ tập đông người. Nga cũng tuyên bố đã ngăn chặn được một cuộc tấn công của ISISK tại tỉnh Kaluga, phía tây nam thủ đô Moscow. Vậy động cơ nào đã thúc đẩy tổ chức này tấn công vào Nga? Ông Colin P. Clark, nhà phân tích chống khủng bố tại Sophan Group, một công ty tư vấn an ninh có trụ sở tại New York, Mỹ, cho biết ISISK đã tập trung vào Nga trong 2 năm qua. Kể từ năm 2015, sau đề nghị của Tổng thống Syria là Bashar al-Assad, Nga đã tham gia vào cuộc chiến chống IS tại Syria. Từ chỗ kiểm soát khoảng 1/3 lãnh thổ Syria, đến năm 2017, IS đã mất đến 95% tổng diện tích lãnh thổ của mình. Ông Michael Kugelman, thuộc trung tâm Wilson có trụ sở tại Washington, cho biết thêm rằng nhóm ISISK cũng có một số chiến binh đến từ các quốc gia Trung Á với những mâu thuẫn riêng đối với Nga. Trong số 4 nghi phạm trực tiếp tham gia cuộc tấn công đã bị bắt giữ, cả 4 đều là người Tajikistan. Sự kiện ngày 22 tháng 3 không phải là lần đầu tiên một lực lượng Hồi giáo cực đoan tấn công ở nước Nga. Trong 20 năm qua, lực lượng Hồi giáo đến từ Cộng hòa Chechnya thuộc Nga đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ con tin dẫn đến hai thảm kịch đau lòng tại một nhà hát ở thủ đô Moscow và một trường học ở thị trấn Beslan, miền nam nước Nga. Vào năm 2015, IS cũng đã nhận trách nhiệm cho một vụ đánh bom máy bay khiến cho toàn bộ 224 hành khách thiệt mạng và phần lớn trong đó là khách du lịch Nga. Sau những sự kiện này, Nga đã không ngừng tăng cường an ninh và hoạt động quốc phòng, đặc biệt hoạt động mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan cả ở trong nước và nước ngoài. Theo đài RT, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev ngày 23 tháng 3 khẳng định thủ phạm và chủ mưu vụ tấn công khủng bố vào tối 22 tháng 3 ở trung tâm Crocus City Hall, Moscow phải bị tiêu diệt một cách không thương tiếc. Nước Nga nói riêng và toàn bộ châu Âu nói chung dự kiến sẽ phải nâng cao cảnh giác trước mối đe dọa này. Thưa quý vị, sự kiện thủ đô Moscow của Nga bị tấn công có thể sẽ đánh dấu khởi đầu của một làn sóng khủng bố mới và sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với mọi quốc gia. Lực lượng tỉnh Khorasan của nhà nước Hồi giáo ISISK đã tự nhận đứng đằng sau sự kiện này. Cho dù xuất phát từ bất cứ lý do nào, thì dư luận quốc tế và mọi quốc gia đều lên án và hiệp lực chống lại các hành động khủng bố.